Những sáng kiến rất thiết thực của hai nữ sinh trường Trần Quốc Tuấn tỉnh Quảng Ngãi hy vọng sẽ là một nguồn cảm hứng cho nhiều bạn trẻ khác có thêm những ý tưởng cùng chung tay hỗ trợ cộng đồng đẩy lùi dịch bệnh. Thưa quý vị, Việt Nam là một quốc gia có tỷ lệ người dân nhiễm virus viêm gan B thuộc nhóm cao nhất trên thế giới. Tại tỉnh Thanh Hóa, ước tính có khoảng từ 10 đến 15% dân số bị nhiễm virus viêm gan B, tương đương với khoảng 360.000 đến trên 500.000 người. Tuy nhiên, chỉ có khoảng 6% trong số đó quan tâm điều trị bệnh tại các cơ sở y tế. Điều này có nghĩa là phần lớn người dân mắc virus viêm gan B không điều trị, khiến bệnh ngày càng tiến triển nặng và gây ra nhiều biến chứng. Mặc dù biết mình nhiễm virus viêm gan B từ lâu, nhưng bệnh nhân này không đến cơ sở y tế điều trị. Đến khi bệnh trở nặng, nhập viện thì đã bị biến chứng xơ gan. Những trường hợp này sẽ phải điều trị lâu dài, tổn thương gan khó phục hồi, ảnh hưởng lớn tới sức khỏe. Chồng tôi khỏe mạnh bình thường, thấy vàng da vàng mắt, cái là đi khám này lên bệnh viện thì thấy là xơ gan. Về lại nghe lời bảo là đi lấy la nam thì nó đá, cái đi lấy la nam lại cứ từ dần dần nó lại thấy nó mệt nhọc ở trong người, lại khó chịu, lại lên bệnh viện đi đa khoa tỉnh đi điều trị. Bệnh viêm gan B do virus viêm gan B HBV gây ra, bệnh có thể lây truyền qua đường máu, đường tình dục và từ mẹ sang con. Khi mới bị nhiễm virus viêm gan B, người nhiễm thường không có biểu hiện bệnh. Khi có triệu chứng mệt mỏi, chán ăn, vàng da, vàng mắt, đau tức vùng hạ sườn bên phải, thì bệnh đã tiến triển thời gian dài, dẫn đến biến chứng xơ gan, ung thư gan. Việc cái xét nghiệm sàng lọc, kiểm tra sức khỏe định kỳ để phát hiện xem có bị nhiễm viêm gan B hay không là một việc rất cần thiết, đặc biệt là những người mà có những người thân trong gia đình đã được xác định là viêm gan B. Hiện nay thì đã có các thuốc điều trị đặc hiệu, đấy là cái thuốc ức chế sự phát triển của virus, từ đó làm bình thường hóa cái chức năng gan. Việc chẩn đoán, xác định, theo dõi, điều trị bệnh viêm gan B thì cần phải được thực hiện tại cơ sở y tế có đủ trình độ chuyên môn cũng như trang thiết bị y tế đầy đủ thì mới thực hiện tốt được việc này. Để nâng cao hiệu quả khám điều trị bệnh viêm gan B, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa đã đầu tư hệ thống trang thiết bị hiện đại nhất hiện nay, giúp việc xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh được thực hiện nhanh nhất, chính xác nhất. Bệnh viện đã trang bị cái hệ thống máy miễn dịch tự động Limibun G1200 của Nhật Bản. Với cái hệ thống máy này thì chúng tôi sẽ định lượng được việc HBsAg siêu nhạy và cái chỉ số HBCRAg, giúp cho mở ra cái cơ hội cho bệnh nhân và bác sĩ trong cái quá trình chẩn đoán và điều trị. Và cũng trên cái hệ thống máy này thì với những bệnh nhân có nguy cơ ung thư gan cao thì có cái chỉ số xét nghiệm là PIK2 kết hợp với lại cái alpha FB thì sẽ phát hiện được nguy cơ bệnh nhân ung thư sớm. Với trình độ phát triển của y học hiện nay, bệnh viêm gan B do virus sẽ được điều trị hiệu quả nếu phát hiện sớm. Chính vì vậy, người dân cần chủ động khám sức khỏe định kỳ và điều trị tại các cơ sở y tế khi phát hiện nhiễm bệnh.